Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Bản của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Sapa và hôm nay thì một cái chương trình rất là đặc biệt, đó là lên giao lưu và cùng với anh Hải Sapa sẽ thưởng thức những món ăn ẩm thực đặc sắc nhất ở tại Sapa. Xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi video nhé. Hôm nay thì phải nhờ em Tú đi tiếp giúp anh là kênh của em Tamao TV Bờ Tân Vlog. Đấy, Nguyễn Tất Thắng, anh em mình đang chờ ở kia rồi. Tú là có một dàn mỹ nhân các bạn ạ. Mình thì hôm nay tiếp rất nhiều đoàn nên là thôi, anh em lên đi ra đấy cho nó sớm. Xong rồi anh phi ra đây, luôn. Đây là những cô gái Thái Mường Lò hôm nay lên đây để thưởng thức ẩm thực. Đặc biệt là có em gái anh từ Mỹ về. Nga Sumo. Nga Sumo. Xin chào. Đấy, hôm nay toàn những nhân vật rất là nổi tiếng ở Việt Nam mình. Hôm nay một video rất là đặc sắc đấy. Anh lên xe à? Hay đi kiểu gì? Các xe đi xe điện. Đi xe điện hết quá. Ok, anh em lên đi. Ở Mường Lò không có xe điện, hôm nay lên đây là được đi xe điện. Nào. Đi xe điện thích nhá. Đấy. Đây, cameraman ở đây luôn. Ok. Rồi, ok, anh em đi. Đi nhá. Quân luyến nhá. Dạ. Quân luyến nha em nhá. Đây, hiện tại anh em đang đi ăn sáng ở trên Sapa các bạn ạ. Đây là khung cảnh đường phố của Sapa, nhìn những quán lẩu này, quán ẩm thực ở trên này họ thiết kế khá là hay các bạn. Đơn giản mà nó đúng cái phong cách của người vùng cao. Mà nó ở mặt phố các bạn nhé. Đây là ngay gần đấy này. Ngay gần hồ. Đấy, khu vực này là hồ. Phía bên trên này là có các người đẹp Mường Lò hôm nay sẽ được giao lưu ẩm thực Sapa xem là có khác ở Nghĩa Lộ Mường Lò mình không các bạn ạ. Hello. Đấy, các người đẹp Mường Lò. Xuống đây em. Ôi giời ơi, toàn người đẹp thế này. Ê, cán bộ. Chào anh em nhá. Anh nhá. Gái bản của gác nhỉ. Nguyễn Tất Thắng. Đấy, gái bản đi đâu phải có gái bản. Ôi bà Tân. Đây các bạn này. Anh lên lâu chưa? Anh á? Lên được vừa lên đây đấy. Vừa lên đây á? Ừ, vừa lên đây. Con chào bà. Ôi ôi, con nhìn trên TV mãi hôm nay con mới thấy bà. Xin chào. Xin chào bạn Hưng Hưng. Hậu. À đây, xin chào. Ôi, ba anh em giống nhau đấy. Bà Tân Vlog, đây lần đầu tiên con nhìn thấy thật bà đây này. Ngồi nước. Anh Thắng lên lâu chưa? Hôm qua rồi. Hôm qua rồi à? Mấy giờ mà lên? Vừa lên ở đây này. Vừa lên xong. Lên 4 giờ. Dạ. 3 4 giờ đấy. Anh đoàn anh thì mình rồi. Đoàn anh 9 người. Đây, đây đây đội tuyển của anh. Em vào đây em. À đây à. Đúng là gái bản. Có khác cơ bản. Gái bản. Em vào đây, vào đây ngồi đi. Đặt ở đây gì anh Thắng? Kê cho em một dãy dài này đi. Ngồi ngoài này á? Tưởng ngồi trong kia. Đấy, anh chị em nó thích ngoài. Sao là đổ gia vị ra ngoài nhá. Ngoài anh ơi. Mình ngoài lạnh được. Lạnh không? Hả? Người đẹp Mường Lò. Như những bông hoa ban giữa núi rừng Tây Bắc đây rồi. Hôm nay lên đây thì nhìn cái khung cảnh khác các bạn ạ. Áo cỏm với váy Thái khác hoàn toàn so với người Mông ở trên này. Sapa thì thường là toàn người Mông các bạn nhé. Rất ít thấy nhìn thấy các cô gái Thái như này. À, chào người đẹp vợ Ado à? Xinh gái. Em mặc có nhưng mà hôm nay lạnh quá không mặc được. Thế á? Mai em mặc. À thế à? Nhưng mà mặc chắc chắn là không thể mặc cái gì của nhà anh được. Không, mặc cái giống nhau mà. Em cũng người Thái à? Người Tày. Người Tày à? Tày em phải mặc bộ Tày nó mới đúng truyền thống. Người Thái rất đẹp. Tày với Thái mỗi dân tộc nó một cái đẹp. Ngồi đây đi em. Đứng mái này các anh nghĩ tư tưởng người mẫu. Đây các anh mới vào. À không. Tú kênh gái bản ở Yên Bái. À thế
Vâng, riêng hết, anh em ở đây riêng hết mà. Riêng lẽ hết. Đợt trước vâng. Em về nghĩa lộ, cái gái em bảo. Không có kịp giao lưu với anh Tú. Dạ. Yeah. Mà và đợt này nếu mà em về nghĩa lộ thì anh em mình gặp nhau nha. Ok, ok. Okay. Mà về. Tay cho Tú đi con. Con em á? À? Dạ con em. Quá. Dạ. Bé Thẹo này mới đi cùng được á? Dạ được, bé Thẹo đi cùng. Đây là giới thiệu con gái. Con gái của Nga Sumo. Con gái của Nga Sumo. Mày đi đâu vừa ở đây. mà sinh năm bao nhiêu để biết gọi không đấy? 90. À thế là em rồi. Anh 89. À. Ờ. Hôm nào về Nghĩa Lộ anh mời em đặc sản Mường Lò. À, ok để em về. Ừ. Trẻ khỏe. Thôi như cái hồi làm sao rồi cũng bất ngờ đó là cũng ở thật trắng. Vâng vâng. Đây hiện tại thì lần đầu tiên mình được ngồi cạnh với bà Tân Vlog các bạn ạ. Ừ. Dạ. Tân Vlog cũng lần đầu tiên ngồi cùng cháu gì nhỉ? A Tú gái bản. Cháu vâng. Tú gái bản Vlog. Vâng. Đây bà lên Yên Bái bao giờ chưa? Nghĩa Lộ. Lên Yên Bái thì chưa. Nghĩa Lộ, Yên Bái. Chưa. Nghe thấy có đi Quang, Đại Xòe chưa? Chưa, Yên Bái chưa. Đại Xòe Mường Ló ấy, các cô gái Thái mà múa xòe. Đấy các cô gái Thái luôn. Đấy 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 đấy. Ở quê cháu à? Vâng, là các em của cháu là hay có chương trình Đại Xòe đấy. Hơn 2.000, 3.000 cô gái Thái ấy. Xác lập kỷ lục Guinness ấy là ở Nghĩa Lộ mình. Nghĩa Lộ. Đặc trưng đấy, đặc sản đấy. Như những cháu ấy cũng xinh gái thật nhỉ? Vâng. Cũng được. Cô ở dưới kia là ở Hưng Yên nhỉ? Bắc Giang. À Bắc Giang, Bắc Giang. Bắc Giang. Anh công việc chính là làm gì? Làm YouTube hay là làm gì? Anh làm YouTube. Ừ. Chuyên về mà. Mấy năm rồi anh? Thiện nguyện. 4 năm rồi, 5 năm ở đây, 4 năm rồi. Ừ. Thì cũng bằng em cũng cả 4 5 năm thôi. Ừ. Nhưng mà em là phải nói là kênh tuyệt vời. Giỏi. Anh có làm Facebook không? Có cả Facebook. Nhưng anh làm chương trình thiện nguyện thì Facebook là mạnh nhất. Cũng ấy thôi mình vì cũng đăng. Là anh chị thì nhiều người lớn tuổi hơn. Đúng rồi. Đấy. Cái lứa tuổi cái xem. Vợ cháu làm gì? Vợ cháu bán hàng Tây Bắc. À bán hàng Tây Bắc. Vâng, trên hàng. Đấy mấy em là nhân viên bán hàng. Ừ. Vâng, toàn nhân viên nhà cháu thịt sấy. Qua có mời rượu ở trong nhà hàng cháu Hải, bà cứ ngắm mãi và bảo sao mấy cái cháu ở xinh thế. Không phải mấy cháu giá người được. Mấy cháu này mới lên thôi. Mới lên. Mấy cháu này là chưa một lần ra mắt. Hôm nay em lên lần đầu tiên. Vợ cháu ngồi bên mà chả xinh nhá. Xinh, công nhận xinh. Xinh nhất. Hai thanh niên này lấy vợ rồi chứ nhỉ? Thanh niên này thằng ấy có chứ nhỉ? Hậu có hết. Hậu có rồi. Đấy, bà có cháu. Bà có cháu hết rồi. Có cháu rồi nhỉ. Thế cháu cũng người ở đây chứ. Cháu người Lào Cai thôi. Những cái cháu gái mà. Vợ cháu Yên Bái. Đấy. Cùng quê với anh. Đúng rồi, gái Yên Bái nhìn nét khác. Phét tí chứ. Hôm Tú đi đâu khen gái Yên Bái. Chưa kiểu khen gái quê tôi Tuyên Quang tí nào. Tuyên Quang còn đã mang sang đâu mà biết. Tuyên Quang công nhận. Anh ở đâu ạ? Nổi tiếng. Sơn Tuyên Quang. À. Nổi tiếng. Trước mà cũng giáp Yên Bái thôi. Anh giáp. Cách hồ thủy điện Thác Bà. Thế thì gần nhà của em. Mấy cây nhỉ? 30 cây. 6 cây. Nhà vợ em cũng 30 cây là thế nào? 6 cây thì anh gần nhà em à? Anh ngay gần. Anh ở cái gì Lâm nhỉ? À. Ngay gần nhà vợ em luôn anh. Đất anh là đồi chè. Đồi chè Mỹ Bằng. Mỹ Bằng này cơ, còn giáp. Giáp hẳn hồ rồi đấy. Ừ. Cháu cứ làm một mình, cháu có tem rồi. Cháu có một mình, cháu làm phụ trách một kênh, còn có 4 anh em nữa làm một cái kênh trong team cháu nữa, hai kênh. Vâng, tiếng gọi vùng cao với lại gái bản. Hai kênh. Chuyên đồi núi này, đầu núi nhiều ấy, chuyên xây dựng cầu đường này, trường học này. Rồi là các hộ gia đình khó khăn. Nội dung chính là như vậy. Điện đường trường trạm và hộ đặc biệt khó khăn. Mấy đứa con này? Con có 2 đứa. Vâng, một cháu 5, một cháu 2. Con bé. Vâng. Cháu làm một cái bảng ấy trên cháu này nó rất là nhiều cảnh nhỉ? Vâng, nói chung. Cháu tháng này trên này nó nhiều cảnh ấy. Vâng. Nhiều nhưng mà toàn núi thôi. Vâng. Toàn núi. Toàn núi với đồi. Vâng. Cô lại có cảnh quê xuôi, miền xuôi. Ví dụ như là đến ngày cuối năm mà cứ vào những nhà cô đơn quay người ta mắng, người ta không thích. Người ta không thích quay. Có lợi 40 cân mà ăn được.
nói chung là một mỗi nơi nó có một cái nét đẹp riêng, mỗi cái hồi cô cũng đi trên cái vùng gì đấy cũng vào, người ta cũng cho quay thấy tí nhà à, bé tí đấy, đúng rồi, là khó khăn thật anh, khó khăn mà còn trên em thì có đúng rồi, ở dưới miền xuôi với sự miền miền núi nó có sự chênh lệch một chút, người cái người khó khăn ở miền xuôi là ít hơn, vẫn có nhưng mà nó ít. Trước khi vào nhà hàng Sapa thì xem bà Tân với lại Nga Sumo ăn phở làm 8 bát bún ở đây nữa thôi, ăn khỏe thật giỏi. Chăm tôi đùa. Có đòi gì đấy, không phải đùa đâu, đòi. Cho mấy bát nữa chị ơi. Cá ơi. Con gái à? Con gái chủ quán. Hôm nào ăn thi với cô Nga, hôm nay thầy cô Nga lên à? Ăn thi với cô Nga nữa cả. Ây da. Mẹ sao có nước giỏ ở đây nhỉ? Làm nhiều bát phở chưa? Hôm nào chị làm một ban này này xong. Nga ơi, anh hỏi thật là em nếu mà bình thường như cái bát bún như này em ăn được mấy bát? Dạ bình thường thì phở ở trong bát. Em á là có 150 gram. 150 gram. Là 250 gram bánh. Dạ cho nên nếu mà để ăn cái này là em ăn được 4 bát rồi. 4 bát. 4 bát rồi. Chị Nga ơi, chị Nga là ăn được 4 bát rồi. Nói mà mình giật hết cả mình, 4 bát. Ở đây chắc chỉ ở đây chỉ có mỗi bà Tân là đối thủ thôi. Siêu to khổng lồ. Bà Tân là đối thủ, đối thủ. Ở đây chỉ có mỗi bà Tân là đối thủ thôi. Ui con đói lắm rồi. Anh cho em miếng chanh. Cái phở bác gà Hà này. Đấy, lần đầu tiên mới được ăn. Cùng với lại cháu Tất Thắng Vlog này, với cháu Tú Vlog máy bán đây này. Vâng. Cháu Nga Sumo. Hôm nay bà Tân với cả Nga Sumo là thi ăn phở bác Hà nhá. Không thi đâu. Em ơi chị ạ. Không thi đâu. Thầy của em với lại Hưng nha. Mới sẽ ăn hết bát này. Mà con sẽ ăn hết bát này. Trong vòng 30 giây. Không, mấy hoạt được đâu các bạn ạ. Rồi nhá, mời cháu nha. Vâng, mời nhá. Mời nhá nhá. Mọi người lên Sapa hay lên Lào Cai thì nhớ của bác Hà. Bà ăn phở này bao giờ chưa? Bà ăn trên sợi phở này bao giờ chưa? Hôm nay là lần đầu tiên các cháu ăn phở bác Hà này, cái sợi phở nó giòn, nó ngon lắm các cháu ạ. Cái này họ cũng thái bằng tay các bạn. Đây. Vâng. Chàng. Sợi phở này là cũng thái luôn bằng tay luôn, không phải máy không? Có dùng bằng chân không? Có lúc nào là dùng bằng chân không? Bằng tay rồi phải dùng bằng chân nữa. Sợi to hơn một tí đúng không? Công nhận ngon thật đấy. Cái phở này ngon đấy. Nga Sumo bảo đợt này về ở Bà Tân đến Tết mà. Cháu ạ, ngồi xuống ăn cùng cháu Nga Sumo bảo là không thi thì còn không lo, nhưng bảo thi thì bảo đây là bác phòng nhá. Bà Tân dự phòng cho Nga Sumo ạ. Đâu, chị Nga thì hết đấy. Em phải bỏ cái đũa ra. Nhưng mà phải để bụng tí đi lên quán anh Hải đấy nhá. Đúng rồi, tí đấy. Bây giờ anh chị ở cửa hàng thấy chị là ăn khỏe. Nhưng ăn khỏe thật đấy. Nhìn ăn ngon thật. Anh chị hiểu ý đấy. Cháu như này đã 3 bát này, 2 3 bát này đấy. Cháu Đông Nga là hết đấy. Phải làm bỏ cái đũa ra. Cháu Tất Thắng này to như này nhưng mà cũng bảo hãi. Cháu hổ giấy rồi. Hổ giấy. Hôm nay khách đông anh Thắng. Nó cứ thắng được ai là thắng rồi. Nhớ có lần xem chị Nga ăn tiết canh với mấy anh em nhịp sống Tây Bắc. Bác của cháu Nga đã vôi rồi, đã hết rồi. Mấy bát tiết canh. Cháu Nga đã hết rồi. Đấy. Ngoài ra. Được. Mình là được nửa bát Nga sang bát thứ hai nhá. Đẳng cấp đấy ạ. Khỏe.
nhiều người với chị Nga ăn khỏe bảo là các chị Nga ăn xong thì qua cho Tú nữa còn quên cả ăn nữa chị ngồi. Chỉ ngắm em Nga thôi. Rất là nhiều người xin vía chị Nga bảo là xin vía ăn khỏe nhưng ăn mà khỏe. Không mập. Đúng rồi đấy, ăn khỏe mà không mập nhỉ. Giữ tướng giỏi nhỉ. Vâng. Nga bây giờ là bao nhiêu cân rồi? Dạ 45 cân rồi. Ui giời, chế rồi á? 45 cân. Lên cân đấy, lần trước về là có 43 cân thôi. Dạ, về tới nhà thắng là còn 43. Về là tới Sài Gòn còn 45. Nhưng mà lần này chị lên nhà em là đứa ở lại đây. Lần trước là về là bà Tân nấu cho món chân giò nhỉ bà Tân nhỉ? Lần này về thì bà chuẩn bị món gì cho Nga Sumo? Lần này về ở với bà nhé. Đầu trâu. Nga, Nga nào sang Mường Lò anh cho thưởng thức. Thôi không nói giờ. Bịa siêu to khổng lồ. Nga ăn được bịa không Nga? Dạ, đã, anh đang định nói mày đấy mà. Về chỗ nhà hàng anh rồi. Ăn không ăn không ăn bẹ. À đi. Tưởng ăn được bẹ nào sang Mường Lò. Thích ăn những cái món béo. Đó, thịt béo. Món ăn cá nhảy rồi đấy. Cá nhảy à? Cá nhảy ăn được à? Cá nhảy à? Mực nhảy ăn được. Chơi luôn. Cá nhảy nhưng mà làm theo kiểu người Thái là ngon chứ. Làm theo người Thái đúng làm chuẩn là nó rất là ngon. Mà chưa thấy Tú ăn cá nhảy đâu nhỉ? Ăn rồi. Ăn chưa? Ăn rồi. Hả? Cá nhảy á, chuẩn của nó chỉ bằng cái móng tay này. Cá chép ruộng hoặc cá rô ruộng. Khi lấy về phải ngâm nước trong vòng khoảng 2 ngày để cho nó thải hết đi xong bắt đầu mới cho mà ăn đấy, khử khuẩn, khử nước muối các thứ đi. Nước chua ngon, chủ yếu là cái nước. Chứ không hỏi con bằng này làm như thế là nó cũng không đúng mấy đâu. Vâng, đúng rồi. Con mời cô, con mời cô rồi đấy là vâng. Cô kiểu gì kiểu phải có một chuyến đi Hà Giang với bọn con. Có chuyến đi đấy. Vâng. Đấy nhá, bà Tân hứa trên kênh của Nguyễn Tất Thắng rồi nhá, sẽ một lần lên Hà Giang đấy nhá. Nào sang Yên Bái sang Hà Giang phải sang Yên Bái nữa. Một vòng Tây Bắc. Ở đây là Lào Cai rồi. Bát thứ hai các bạn ơi. Ừ. Bát rồi. Chuẩn bị vào bát thứ ba. Ừ. À, anh em Tam Mao TV. Ai da. Chào cán bộ. Đây. Mới à? Chào em. Thanh niên này mới à? Vâng. Bà vâng vâng. Bà cứ dùng bọn con ăn chắc chắn như thế. Chắc chắn rồi. Ăn 5 giờ chiều hôm qua. 9 giờ rồi. Hả? Ăn hôm qua. Không, em ăn 5 giờ sáng. Rồi, anh em. Ngồi về đây. Ngồi đây anh. Bác cho cái bàn ngồi luôn đây. Anh em ra ngoài đi. Vừa mới ăn không khí rồi. Bọn em lên đây hít không khí gai non rồi. À, thế rồi chưa mà anh ăn rồi, anh em cứ ra đòn đi. Nào, anh em đang ăn. Tôi đi ngồi cà phê nhá. Tí nữa đúng rồi. Chết đi. Mày để quả này được đấy. Mày, hôm nào rượu say, lên ăn rượu say anh tỉa đi. Anh Cường phải để cái kiểu dâu, anh Tú phải để kiểu dâu như Cường thì mới đúng này. Sao đây nhá, anh ngồi chờ bên này nhá. Vâng, vâng. Ông lúc nào em cũng gọi đâu. Anh chị mang ra chứ. Nhìn em Nga ăn mà không thể. Nãy giờ nó chỉ ngắm, ngắm Nga thôi. Các bạn ạ, à, hết đúng hai bát tô đầy phở rồi, mình còn chưa hết một bát này. Mà tiếp tục sang bát thứ ba. Ây da, phải nói là ghi nhận. Ghi nhận đấy. Ghi nhận. Không phải là đơn giản. Đẳng cấp đấy. Các bạn ăn hết nước các bạn nhé. Gà ăn ngon các bạn nhé. Nhìn ngon miệng. Ngon miệng. Các bạn được chưa? Hai bát hết sạch nước nha các bạn nha. Sạch nước. Anh là bát nữa. Anh ngò. Có thêm bát không em? Dạ. Thôi. Ăn sáng ba bát thế nào? Ăn sáng ba bát bún đấy. Nhà hàng hải nữa.
anh còn để bụng là làm hơn 30 món cho Nga sumo cơ mà. Ừ. Hơn 30 món cho chị rồi. Nó làm cho cái mọi người chứ. Nga là học rồi. Choáng đấy. Đẳng cấp. Đúng thật, hết sạch 3 bát. Ăn cả nước à, lúc đấy hai bát kia cả nước luôn á? Đúng rồi. Ui. Hết cả nước luôn. Ôi giời. Lớn luôn bạn nhá. Giỏi như. Đấy, các bạn nhìn chị Nga ăn vất vả không? Cái này là bỏ tỏi cho mọi người. Ừ. Không phải phở đâu. À, không phải phở. Đúng rồi. Ừ, em mà tưởng. À. Thế em ăn luôn chứ. Anh Thắng. Hả? Được rồi. Thôi quá. Anh đủ rồi. Hết rồi. Thắng ăn hết đi. Dạ đủ rồi, cho con đủ rồi. Con ăn sáng ít lắm. 3 bát các bạn này. 3 bát. Mấy cái bát thì chị. 3 bát hết cả lượng các bạn nha. Hết lượng nha. 3 bát. Đó. Đi chưa? Đủ hết gì? Hết rồi, anh hết được còn nước rồi. Nước anh cũng uống được. Công nhận anh nhìn được lần đầu tiên anh nhìn thấy trong đời một người mà ăn được 3 bát bún luôn. Lần đầu tiên bình thường kiểu thật. Em thấy bình thường 2 bát là thấy. Cái này là để mình gọi cho mọi người ăn. Anh Thắng có ăn kém nhỉ? Anh ăn ít. Cứ anh cũng ăn nhiều lần. Múc vào đây, múc vào đây. Rượu thì thụi vào. Đấy, bà Tân kỳ phùng địch thủ một bát. Bà Tân khi ăn với cả Nga sumo ăn hết 3 bát rồi, bà Tân mới chuẩn bị hết bát đầu tiên. Mấy cái cháu cháu. Vâng. Đây à? Chú ạ. Cái gì? À. Ừ, anh đủ rồi. Ăn cùng Nga sumo đi rồi mấy khi em thôi thôi vừa gửi cho mấy cháu rồi con gửi về. Là bò em... tái đấy ạ. À? Bò này là bò tái. Đấy. Ừ. Mời các cháu nhá. Vâng, mời bà đi. Bà mời các cháu caramel nhá. Cái này vâng. Ngọt lắm. Ăn đây bò dùng tái này các cháu nhìn. Ừ. Đây cho anh, cho. Đây. Đâu cái thìa đâu ạ? À? Bát của anh. Đây, bát. Bò ăn nó mềm nhau các cháu ạ. Bò ăn mềm. Ông ơi. Con mời ông. Đây. Ông. Làm bát nhé. Ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống đây đấy, không phải để đây đâu. Ngồi xuống ghế đàng hoàng. Chị ơi làm em bát bún. Cho bát phở nhé. Đây. Có thêm cổ động viên. Cổ động viên. Đấy em ăn thử bò đây ngon lắm. Chú này chắc là người ở đây. Dạ vâng vâng. Con ăn không hành. Ra đi. Ăn đi. Ui ui ui. Không hành nữa. Tí nữa rồi. Đây làm thêm tí quẩy vào chú ơi. Hả? Ồ không có răng hả? Hết răng nhỉ? Hết răng rồi cho ăn quẩy. Tí làm bát bún nhá. Gọi rồi đấy. Ờ. Đây cho bát này nữa này chú này. Đây. 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 Mình đi đâu về đây? Đi Sapa chơi. Đi Sapa chơi á? À, tưởng đi làm nương làm ruộng gì về đây? À, không có nương làm. Không có nương làm. Có nương là đi chợ, đi chợ chơi. À. Đi chợ chơi á? À. Đi xin đồ à? Không phải xin đâu quá. Có cái gì đây? Có gì chứ? Có gì? Ôi sao nhặt rác à? Có gì đó. À, đi nhặt rác à? Ăn đêm trưa mà ăn muộn mà không? Ờ, đây. Cao thủ võ lâm, tên là a gì? Hả? Đây vào đây. Tên là a gì đấy? Không có tên à? Đó là đại ca phố núi. Đây làm bát bún này nữa đây. Bún gà. Nò nhá, nò mó trầu á. Ừ. Ăn hết đây nhá. Ờ, à, A Tú đi đây. Đi, anh ơi. Đi uống cà phê đúng không? Em kia còn đang ăn dở cả. Đi em ơi, uống nước. Mấy người đẹp này. Đội Mường Lò này nhạy lắm nha. Đi uống nước bên kia. Đi chơi điện à? Chào bạn, chào ba, chào gái bạn thân toán. Xin chào. Người đẹp Mường Lò, đi lên đây uống nước. Nhiều lắm.
đi. Ở nhà các em nhiều lắm mà. Hôm nay là thứ mấy nhỉ? Hôm nay thứ ba mà đường xá đông này. Đây là giữa tuần các bạn nhé. Chưa phải cuối tuần mà rất là đông luôn. Công nhận là đông thật đấy. Bà chủ muốn đi cao gót lên đây này. Ôi, đây này. Khổ thế nhỉ? Vừa ăn sáng xong cùng mọi người. Ông mặc cái váy này dài phải đi cao gót nó mới đẹp. Xong qua chỗ nước tí các bạn. Hôm nay thì gái vàng đi theo. Ừ, xin chào. Dưới mà dàn gái bản. Đây, gái bản đi là phải có gái bản đi theo. Đấy. Hôm nay đi hộ tống. Hộ tống anh Tú. Hộ tống A Tú. Đâu ngồi đâu nhỉ? Ui, đường xá ở đây đẹp phết nhỉ. Đây các bạn nhìn này. Những cái gian hàng ẩm thực này. Bát ngàn. Bên này nữa này, xe cộ này. Đông đúc này cơ mà. Rất là đông luôn các bạn. Các cô gái này lên đây mấy lần rồi nhỉ? Lần thứ hai à? Lần thứ hai là kiếm được anh nào ở đây chưa? Đang cố. Đang cố. Đi cạnh các cô gái Thái. Mình rất là mất tự tin tại vì là cao, các người đẹp rất là cao. Chỗ nào anh? Đấy, dạo phố như này để biết các bạn biết khung cảnh ở trên Sapa vào mùa này lạnh các bạn ạ. Nếu mà ở dưới mình thì thời tiết nó chưa lạnh mấy. Nhưng mà lên đây lạnh lắm. Mà cái không khí ở đây phải nói là vui, nhộn nhịp, khách du lịch nhiều. Khách du lịch rất là nhiều. Chắc uống nước ở đây quá. Đây hiện tại thì anh em đang ngồi ở quán cà phê có một cái view phải nói là cực kỳ đẹp luôn, view bờ hồ luôn này các bạn này. Đấy. Khung cảnh rất là đẹp luôn. Đây là coi như đại hội võ lâm. Đây là đại hội võ lâm YouTube Việt Nam rồi. 300 rồi. Có xem nào. Nga Sumo này, Nguyễn Tất Thắng này, bà Tân này, Hưng này. Ta Mao này. Mấy chị này là em của ai nhỉ? Ừ, mấy chị em hàng. Thế thì quay ăn trong cái nhà sàn đấy đúng không? Hả? 273. Không. Đây là các chị. Đây là chị em về hàng hóa nhà anh không? Xẻ chưa? Chứ còn làm việc của anh vậy. Anh đã xẻ chưa mà sao nó yếu đấy nhỉ? Có nhưng mà có hay bán luôn. Sao bán gì? Bán đặc sản Tết Bắc ấy, nhưng mà anh không hay, không hay live stream. Thái đến từ thịt trâu gác bếp, rồi là dạp sườn, rồi là nhiều mà. 300 trò bạn ấy cũng căng tràn sự sống. Thằng Việt không chưa bán. Bán như thế nào? 319. Chỉ YouTube. Yêu anh đâu mà thế nào? Bán như là bán luôn. Hay. Chỉ có. 319 này. 30 rồi. Lương thua rồi. À, chia sẻ. À, đây hiện tại anh em mình đang uống nước thì cả nhà mình có mỗi đứa em gì. Đây có thằng em Mao đệ nó chưa có người yêu nên là đưa em gì đến đây giới thiệu. Đấy. Đấy. Mang cô gái Thái lên với anh chàng xin mời Mao đệ ra đây tí, đứng ra đây tí. Hả? À không mà nhường ghế ra đây, nhường ghế rồi ra đây đứng mới thấy. Vào đây ngồi nó mới tình cảm. Thành niên cứng, thành niên đây rồi. Nào đây đứng cái này, bỏ cái áo ra đây nhé.
Nhìn em được không? Ổn không? Một mét, 1m72. Đấy, năm nay Trang là 21 tuổi. Mao đệ bao nhiêu nhỉ? 23 tuổi à? 23 tuổi. Ừ. Duyệt không? Duyệt không? Duyệt không? Bây giờ như này. Bây giờ là nếu mà duyệt phát được để ôm. Anh gì hỏi vợ luôn. À. Hỏi vợ. Chờ chú gật đầu phát. Nào, bây giờ nhá, bây giờ cho chú hôn. Này làm sao hôn được em nào? Đố được mà đệ hôn được. Thanh niên có yêu chưa? Sao lấy vợ chưa? Chưa. Nào sao anh chơi nhá. Nhà anh có mỗi đứa em gì nên nghiên cứu nhá. Bây giờ chú không làm được đúng không? Thôi để anh. Mau đợi. Nào đợi. Kết chưa? Em chưa gì, anh cũng chưa gì. Đấy, chưa gì, chưa người yêu hay. Biết rồi nhá. Đấy. Ừ, được đấy. Cảm ơn Mao đệ nhá. Bây giờ là có một thanh niên mới nữa à? Đây. Kết lắm rồi ấy. Anh Cường đâu rồi nhỉ? Tim đây à? Tim anh Cường đây hết à? Đúng rồi. Đây là tim Sa Mai. Vui. Ừ. Giống nhau nhỉ? Anh em họ à? Dạ không ạ. Không phải à? Nam Định à? Nghe mày chào cho anh một câu huyền thoại của Mao đệ nào. Chào cho anh một câu huyền thoại của kênh em nữa nào. Không, nói lên người ta cười chứ. Không, cái gì đâu. Cái gì nhỉ? Hello, cái gì nhỉ? Hello. Nói người to người ta cười chứ. Kệ. Nói đây, nói bé nó cũng được mà. Hello. Mày ngại rồi, tao này ngại lắm tao này. Chào mừng các bạn đến với cái gì nhỉ? Đấy, Tam Mao TV. Nhưng mà sợ à? Mày sợ gái sao mà cứ mình... Uống nước nhá, anh cảm ơn nhá. Ừ. Đấy, hôm nào lên Mường Lò nhá, lên Yên Bái. Mời em ý sẽ đưa Tà Làng Tây Nguyên đi lên Cáp Treo. À, đi mấy con núi. Đây là Mao Ca, dạo này râu dài lắm rồi. Còn thiếu kênh bếp trên bản mơ về em ý đấy mọi người nhá. Ừ. Anh đi nhờ cái nhá. Đây là chùm của kênh gái bản đây. À. Má mì. Đấy, các cô gái Thái đấy. Em này là Trương Yêu này. Ừ. Đang làm mối cho Mao đệ. Mao đệ. À, đang làm mối Mao đệ. Nghiên cứu. Anh đi nhờ phát. À, chuẩn bị anh em các bạn ơi, hiện tại thì đã đến tầm trưa rồi. Đấy, anh em giao lưu uống nước rồi ăn sáng thưởng thức ẩm thực ở đây cả buổi sáng rồi. Bây giờ thì anh em cũng xin phép được kết thúc tại đây và để mà đi sang nhà hàng ẩm thực của anh Hải ở đâu ấy nhỉ? À, nhà hàng mình ngay phía bờ hồ này. Đấy, bây giờ thì anh em mình đã chuẩn bị gọi là lợn quay này, gà đen này, những món đặc sắc của nhà hàng để mà tiếp đón team gái mà. Vâng, ok, chúng ta sẽ đón xem tập phim tiếp theo nhé các bạn nhé. Xin chào.